Chào cô chú anh chị và các cháu, hôm nay mình đi qua phà Lăng Rụ nè, mình vô Phú Tân nè, rồi tới chợ Cái Đầm, mình quẹo vô đây để mình bỏ kẹo me nè, rồi mình gặp có chợ ở Vinh nè, chỗ Vinh Ông đó. Bây giờ bà con cũng chưa rồi, cũng đang dẹp tại mình đi bán hơi trễ, mong cô chú các bạn cũng thông cảm. Chào chào vậy hai, hôm nay mình gặp mớp hả vậy? Dạ, rồi giờ này thấy hơi trưa quá, bà con dẹp bớt hả? Dạ, dạ dẹp bớt rồi. Cái đó bộ người ta mua rồi người ta, dạ vậy hả? Nói chung bây giờ mình bán buôn cái gì mình cũng làm sẵn hết ha cơ. Như bán ký hay gì vậy cô? Mình ký nhiêu nữa, 4.000 hả? À, 5.000 mà mình gọt luôn đó. Kệ, giống như mình ở không thì mình giúp bà con luôn ha cô. Dạ. Cái này là của cô mua bán lại ha, của nhà mình có. Vậy hả? Nhiều quá ha cô, có bông đường điển. Có đu đủ nữa, nói chung rau đủ đủ các loại luôn. Sao vậy, mua rau ẩm hộ hả vậy? À chuối xác. Ẩm hộ dùm đi vậy, nói chung cũng bình dân nè, thì cũng đem sản phẩm ra tới đây, nói chung cũng tiền làm cũng vất vả mà mình sản phẩm cũng vất vả, hai bên thương lượng nhau được rồi. Bán là bán giá đâu, cân cho bạn hàng 5.000, tôi bán lẻ cũng có 5.000. Dạ, 1 ký đó ha. Dạ, bán hàng tôi bán 1 ký. Dạ, đó, thì mình bán lẻ bằng cân luôn, rẻ quá rồi. Dạ. Vườn mình trồng đủ độ ha cô, có chanh nữa nè. Cái này chú nhà cũng giỏi ha. Thì quay quay hoài được nhiêu công đất gì cô? Hai mấy công ở ngoài hè, ngoài vườn có mình lúa thì hai mấy công, chứ mình vườn vườn không có hai công. À, vậy hai công quay quần cũng làm hoài luôn, không có chỗ luôn. Hoài luôn, mình biển trồng vườn vườn riêng với dừa đó. Dạ dạ. 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 Dạ, xiên mới được, giống làm gì cũng xiên nữa. Nãy mới đi bỏ kẹo me xong đó, rồi quay video cho bà con xem cho vui nè. Bỏ kẹo me cũng lâu rồi, cho chú Vinh trong đó nữa. Cô chắc cũng gần gần ha. Thì mình biết sao, gần chợ này cũng đỡ ha, cái mình ra mình bán luôn. Còn cái chợ đằng kia là chợ gì vậy cô? Là xích ra đây chút chưa tới cầu Cái Đầm á. Chợ Nhân Hòa hả? Dạ dạ. Chút lại đó đặng quay thêm mệt. À chợ Cái Đầm giờ lớn quá. Dạ. À, vậy chúc cho cô gia đình luôn có sức khỏe dồi dào phải cô? Dạ dạ. Cảm ơn cô. Này là chợ giống như bà con tự phát ha cô chú anh chị. Rẻ cây trăm của lúa
chiên ấy, quên bánh kẹp ngon quá, kẹp chuối hả? Ấy mình làm mình cũng như mình quay chuối mình bỏ vô luôn hả? Bột bột gạo ấy, rồi chuối mình lấy. À vậy hả? À trứng vịt này ngon quá nè cô. Trứng vịt này mình mua bán lại là của nhà cô? Không biết, không phải của tôi vậy hả? Tôi vậy mà giờ chờ muốn kẹp nghe cô chú anh chị. Mình cũng tưởng đâu cô này ngồi bán à, cổ đang mua nhỏ. À vậy ha. Rồi, rồi chúc cho cô bánh kẹp nè, mai mốt ở đây sắp tới bán sẽ đắt hàng hơn, bà con sẽ mua nhiều hơn ha cô. Đây tới quầy dưa hấu nè cô chị, cái này là chợ tự phát cô chú anh chị, gần Vinh Ông á, ở cầu Cái Đầm. Mình đi qua Phú Tân chỗ phà Năng Gù á, mình chạy vô tới cầu Cái Đầm đầu tiên đó, là bắt đầu tới qua cầu Cái Đầm quẹo qua trái vô đây khoảng chắc cỡ 2 cây số quá. À, có dưa hấu của cháu này bán cũng ngon nè. Nói chung là tuy gần chợ nhỏ mà cũng có mặt hàng, cũng có tương đối. Cô chú anh chị có dịp đi vô đây thì gặp ghé dạ, ghé ủng hộ cho cô này nè. Cũng thấy chợ tuy gần nhỏ mà bà con rất vui vẻ đó nghe. Tuy gần bán chậm mà bà con cũng vẫn vui à, chứ không phải nhiều khi nhầm khi buồn cái nhiều khi quay video nó không được hay. Vui gì nè, bà con rất vui và bà con sẽ xem tiếp theo. Những khi buồn buồn cái bà con không có xem. Rồi chúc cho cô cũng có sức khỏe dồi dào và đây sắp lên bán cho đắt, chúc cho cô. Rồi cho cô đắt lên chút, với cho có kinh phí để gia đình mình xe chở cho nó thuận lợi hả cô. Rồi chúc cô vui vẻ hạnh phúc, rồi cháu cũng vui vẻ hạnh phúc luôn. Vui quá à cô chú anh chị ơi. À cô này mua 2 bọc 3 bóng luôn nè, cảm ơn cô. Giờ này mình đi mua bán là hơi trễ quá à, vắng khách rồi nghe cô chú anh chị, có gì cũng thông cảm. Hồi sáng chiếc xe Honda mình chở 210 kg luôn đó. À, thức 3 giờ mấy mình đi đó. Chợ men. Nè bà con, mình cũng nãy nói bỏ me rồi đó, hơi trễ. Nãy cũng có nói thôi, mong bà con, cô chú anh chị cũng thông cảm, chợ chưa. Mà để coi thấy chợ này vui lắm, chắc mình hỏi thăm, chắc hồi cháu này chắc trả lời vui lắm đó nghe. À, để xích đây coi đặng cho có tiếng lớn chút. Chào cháu, thường thường mình gần đây để mình bán rau cải này không nha cháu? Mình gần nhà gần đây không? Nhà gần đây không? Ở nhà mà Bắt Cái Đầm á. Ở Bắt Cái Đầm mà như cũng như mình vô chợ nhỏ đặng mình bán lai gai đó ha. Dạ. Vậy ha. Dạ. À, vậy bữa nay tan chợ. Tan chợ cô chú ơi. Dạ. Nó vừa hấu, nói chung là rau cải nói chung cũng tương đối nè, tương đối đủ đồ đó nha. Có thiếu chút đỉnh mà không sao, cũng có cái sạp gần bên đó kìa. Thí dụ thiếu bên này thì quanh kia mua tiếp. À. Rồi chúc cho cháu mua mai bán đắt tiếp theo ha. Dạ. À cái này có rau muống đậm ngon quá cô chú anh chị ơi, rồi có mồng tơi nữa. À cái này kêu rau dừa hay rau gì đây? Dừa hả? Rồi đậu bắp, rồi đậu đỏ, hủ qua mấy trái đèo đèo này ăn ngon lắm nè. Dòm cá là nó hơi khó một chút thôi, mà thực tế ăn là nó ngon lắm á. Đó là mình luộc, mình chấm với chao rất là ngon. À, luộc chấm chao rất ngon đó nha. À, luộc chấm chao rất là ngon. Rồi mấy trái bầu móp này sao nữa ha? Rồi nói là còn thiếu bông đương đẻn này, để mình qua anh đây là bông đương đẻn nhìn nè. À, bông đương đẻn biệt vườn nè, cô chú chị ơi. Ngon quá luôn. À, đó bông đương đẻn đó. Mới hái đó nghe cô chú. Đây là ông quay như là anh quay như là cái tựa gì được mới nè. À, đó đây Hà Tiên. Đó đây Hà Tiên. Là bắt lên rồi bắt đầu chút mình đăng lên là có luôn. Dạ, đây đó Hà Tiên hả? Đây đó Hà Tiên. Quay xong tranh thủ đăng luôn cho bà con luôn. Dạ. Cái gì tôi mở đèn thờ lên tôi thấy. Rồi.
Con này mình quay đây đó ăn cho ăn quen rồi. Mình lên đây đó ăn cho ăn quen rồi. Có nhiều người YouTube mình mấy người bà con mấy biết nhiều, có người thì nó không có đủ đâu á. Nhờ nhiều YouTube mới giới thiệu. Rồi chào cô. Có cái người quay chợ này hả? Chào cô, mình ở gần đây không cô? Ở Trịnh Vinh à. Trịnh Vinh hả? Vậy cũng gần gần ha. Và cái sản phẩm này mình mua mình bán lại ha, có của mình lai gai không? Cái này mua bán lại thôi mà. Vậy á, mà giờ này thấy còn nhiều quá rồi, bữa chiều mình có bán thêm không? À, trời cũng đã ha. Mình mua bán lại rồi bắt đầu bán không hết thì chiều bán tiếp. Bữa nay thấy sao? Bữa nay thấy bán đã không? Thấy trời nắng mà. Còn hơi nhiều quá. Trời nắng mà bán chậm hả? Bán chậm lắm. Chợ ít xíu có đi à. Mà có khi trời mưa mà bán đắt. À. Trời nắng mà bán chậm mà cũng tùy theo buổi chợ ha. Với nhiều khi hôm qua bà con mua rồi, bữa nay bà con không đi nữa. Thôi vậy cũng hơi cố gắng lên thì kệ đi, có bữa đắc bữa ế. Rồi chúc cô vui vẻ, gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo. Đây ở đây có bán quần áo nữa nè. Tuy gần chợ nhỏ mà thấy bà con cũng đang mua quần áo rất nhiều nè cô chú ơi. Này là chợ chỗ trong cái đường vô cầu Cái Đầm bên trái nè. Ở đây cô chú tính nghỉ để mà cũng có bà con đồ lại mua tiếp theo. Để đi chợ nhỏ thì mình tính theo chợ nhỏ. Ôi, cá rộng gốc xi ngon quá, cá điêu hồng, có con cá he nữa ha, với cá gì quên ta, cá hú, con cá hú nữa nè, cô chú anh chị. Nói chung chợ nhỏ mà bà con ở đây rất thân thiện, vui vẻ lắm, nãy giờ mình nói chuyện cũng bà con cô bác cũng chia sẻ cũng rất hay á. À, chú này nữa nè, chú bán mình nên ha, có bà xã bán tép một chút. Hai chồng hả? Rồi sáng giờ mình bán được phần nữa cho chú. À vậy cũng được ha, cũng tạm. Mà như đây tới chiều mình rộng vậy, cái chiều mình bán tiếp ha. Rồi cũng được, đây cũng mình ngồi đây hay gì chỗ khác. Từ từ bà con sẽ biết rồi, biết cái điểm mình bà con cũng dễ mò nữa ha chú. Thôi chúc chú luôn luôn có sức khỏe dồi dào, gia đình mình hạnh phúc, có con cháu thì hiếu thảo tiếp theo ha chú. Dạ dạ. Vậy ha. Bữa đó thằng đó nó quay người ta còn y xèo. Mà nhiều khi mình ít ngờ mà mình nói chuyện nó vui hơn. Thôi chúc cho cô chiều nay mua mai bán đắt hết này luôn ha cô. Rồi quý vị và cô dì chú bác có xem video này, thấy video này quay ở chợ có ý nghĩa thì ủng hộ, bấm đăng ký để lưu video lại xem tiếp theo, ấn cái chuông cho bà con ở chợ tự phát này vui vẻ hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Con cháu hiếu thảo chào cô chú anh chị và các cháu.